Mình nhớ cái lần casting khúc cuối cùng á, tụi mình có đặt một câu hỏi dành cho tất cả các diễn viên: bạn sẽ chọn ai là cái nhân vật mà bạn nghĩ là giống cái nhân vật đang diễn cùng với bạn nhất? Trùng hợp là Thu Anh và Avin Lu đều chọn nhau cả. Khi mà tụi mình đi giới thiệu dự án với nhà đầu tư á, có một cái mục là một điểm đặc biệt của dự án này là cái gì? Thì tụi mình bỏ rất mạnh dạn bỏ trong đó là cái điểm đặc biệt là diễn viên mới. Rất may mắn là tụi mình sẽ tổ chức casting hơn 2 tháng trời, gần như cơ hội chia đều với tất cả luôn. Cái ngày đi casting á thì mình không có cảm xúc với Abelu nhiều. Từ thời điểm đó bạn Abelu tạo cho mình một cảm giác khác hình dung với nhân vật quá. Xin chào tất cả mọi người, em là Abelu. Casting phải trải qua 3 vòng và phải cast với lại rất là nhiều người. Ví dụ như cast với Mây thì Avin phải cast với lại 4 chị Mây. Thế nên là cũng rất là gắt. Với lại Avin cảm thấy là mình chưa bao giờ mà đi casting bộ phim nào mà nó căng như thế. Thì ở vòng thứ 2 casting thì Avin luôn bắt đầu tập trung hơn. Cái độ chân thật nó có, cảm xúc nó có. Mình tin dần dần hơn. Khi mà mình gặp ở buổi casting với cái định trang của nhân vật Vũ và với những gì mà Avin thể hiện ở trong buổi casting đấy thì mình cũng rất là tin. Avin chính là Vũ. Chốt hạ cái phiếu bầu không phải riêng cho mình mà phiếu bầu hết tất cả mọi người, thì tất cả mọi người đều chọn Avin luôn. Thu Anh thì vừa gặp cái là thấy trời đây là may rồi, kiểu ông quay qua ông nói với Nhi đây chắc là may rồi. Chị Anh đem lại cho mình cảm giác gọi là đúng như những gì mà mình suy nghĩ. Đợt casting thứ hai thì có 2 ngày, thì ngày thứ nhất đó là một thảm họa. Cái ngày casting đấy thì mình đã không kết nối được với bạn diễn và mình chưa có một sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà mình nghĩ là may mà có cái ngày thứ nhất đấy, thì ngày thứ hai mình đã tập trung hơn rất là nhiều cho cái nhân vật May. Sự ra giây phút đó thì mình nghĩ là cái tâm làm nghề, cái khả năng sự cố gắng bằng ấy thì có. Thì mình nghĩ là khi mình chọn Thu Anh vai May ấy, thì mình nghĩ bạn ấy sẽ cố gắng rất là nhiều. Mình tin là đường dài trong cái câu chuyện hành trình cái làm phim thì anh sẽ đủ sức để làm được cái nhân vật May này. Thì cuối cùng mình chọn Thu Anh cho nhân vật May. Theo quan điểm của mình khi mà làm một kịch bản á, thì mình nghĩ là nhân vật là điều quan trọng nhất. Mà cái sự hấp dẫn trong các mối quan hệ có nhân vật nhau thì là sự tương phản. Nhân vật Vũ ấy là một người hơi có một cái vẻ nhút nhát, hướng nội. Mây là một cô gái rất là mạnh mẽ, cá tính và trải đời. Mây ơi, cái này ạ. Không, điều đặc biệt ngược lại buồn cười là Avin Lu thì đã vào Sài Gòn hơn 10 năm rồi. Còn Thu Anh vào Sài Gòn khoảng 2 năm thôi. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào mắt của hai bạn á, mình thấy cái sự ngược lại. Tức là Avin Lu cũng chạy trực trên con đường làm nghề các thứ, nhưng mà mắt bạn ấy rất là long lanh. Tức là nhìn vào bạn ấy mình thấy khá là vô tư. Ngược lại thì Thu Anh có một đôi mắt rất là buồn và đôi mắt rất là sắc. Đôi mắt không cảm giác nhìn vào mình thấy rất là lạnh, cảm giác mình không dám đến gần. Tức là ngoại hình và cái thần thái của hai bạn đã tạo ra được cái chuyện đó rồi. Thu Anh ngồi được cũng lớn hơn Avin Lu có 1 tuổi thôi, nhưng mà bị trưởng thành hơn rất là nhiều. Rồi. Rồi bây giờ cái gì cũng khó được. Cái này có lâu rồi ba. Cho tấm này đi. Không. Anh cho em cái xe về đây. Kì bò, kì bò lắm. Chỉ tiền thôi, suốt ngày tiền thôi mà. Sao? Râu cam. Râu. Cái này. Trước đây mình đóng nhiều cái MV ấy, thì mình sẽ chỉ đóng những cái vai rất là đơn giản và trong khoảng một thời gian rất là ngắn thôi. Bây giờ thì mình lại phải sống với cả cái nhân vật đấy hơn nửa năm. Đấy cũng là một điều rất là khó khăn đối với mình. Nhưng mà may là mình đã có một cái giai đoạn chuẩn bị cũng khá là dài cho bộ phim. Rất là nhiều buổi rehearsal tập với bạn diễn, với đạo diễn, những cái buổi định trang để cho mình cảm thấy ở trong nhân vật nhiều hơn. Khó khăn nhất của mình là mình không chủ động. Cũng may là nhờ chị Thu Anh chủ động, gọi là khoảng 80% Mây làm cho mình cảm thấy vào nhân vật hơn, vào mood hơn. Rồi kể cả ánh mắt nhìn nhau, kể cả cái ôm trước khi mà vào set quay, mọi thứ nó kiểu chemistry với nhau. Cho nên là một lần nữa cũng cảm ơn chị Mây rất là nhiều. Chị Mây rất là tuyệt vời. Hai bạn khi đặt cạnh nhau cũng khá là đẹp đôi. Tức là khi nhìn vào đã tin vào cái phản ứng hóa học của hai bạn rồi. Cũng rất là vui vì gần như là nửa năm trước đó khi mình viết phim trang giấy ấy, mình cũng chưa rõ mặt mũi của hai nhân vật như thế nào. Khi mà dần 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 mình thấy các nhân vật nó đến với đời sống nhiều hơn, nó có hoàn cảnh nhiều hơn. Thì khá là vui khi mà hai bạn tạo ra hai nhân vật Vũ và Mai dựa trên cách mình viết mà cũng mang cái đời sống riêng của các bạn. Và mình hy vọng là cũng nhiều người cũng tin vào chuyện tình của hai người này. Ok rồi, cái này thấy là người khá là ướt hết rồi. Tôm cá cho người đi.
Thì bắt con mà nó này nhỉ. Anh Vinh chỉ mong là sau khi mọi người xem xong phim hãy giống như nhân vật trong phim thôi. Cuộc sống mà, hãy tích cực. Bởi vì những cái gì mà mình từng trải qua, những cái đau khổ hay là những cái khó khăn đó, đấy là trải nghiệm. Trong cái tuổi thanh xuân của mình, mặc dù là mình có thể trải qua những trải nghiệm khác nhau, có thể là vui, có thể là buồn, có thể là thất vọng, nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ tìm được một sự cân bằng trong cuộc sống.